Rồi Vũ Đức Hiền kính chúc quý vị một buổi sớm tốt lành. Lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 2 âm lịch của tháng 11 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 12 năm 2020 dương lịch, cũng là mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng. Ngày hôm nay chúng tôi rất phấn khởi là sẽ đi được chuyến hàng đi mấy nơi. Thứ nhất là một bức tranh bách điểu kích thước dài 2m53, cao 1m27. Cái tranh này là giá là 48 triệu sẽ đi về đường Giải Phóng Hà Nội. Đấy. Và bây giờ là tranh đã được đưa lên ô tô rồi. Vừa nãy tôi vừa với tạm dừng mười mấy giây để đỡ một tay đưa lên. Vậy là tranh đã được đưa lên trên. Biên ơi, Biên nhảy lên ngó cái bàn, mặt bàn này. Ồ, đẹp quá. Đẹp. Và đây là chiếc bàn của một chiếc bàn thờ ở chỗ phố Mậu Lương, ở chỗ khu Mậu Lương của Kiến Hưng, phường Kiến Hưng Hà Đông. Và bây giờ tiếp theo nữa là đến cái số hàng của khách hàng ở đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội, là có đôi lộc bình 1m6. Đôi lộc bình 1m6 bằng gỗ xà cừ làm rỗng ở trong. Hàng đã khô tuyệt đối rồi. Và đôi này là 17 triệu giá tại xưởng. Tiếp theo nữa là một chiếc bàn thờ. Chiếc bàn thờ này bằng gỗ gụ. Chiếc bàn thờ gụ Lào này là dài kích thước là, đây cái mặt của nó dựng nghiêng đây, dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m27, chân 14. Chiếc bàn này giá mấy năm nay vẫn là 32 triệu một chiếc. Ngoài ra thì sau khi các cái hàng này lên đường rồi, thưa quý vị, là tất cả những mặt hàng tôi đang vừa với trình bày thì đều vẫn đang còn hàng ở tại ba khu ABC Đồ Gỗ Đức Hiền. Ví dụ như cái bàn thờ chân 14 này đang còn này, có ngay, quý vị có thể lấy ngay trong ngày được. Cái tranh bách điểu kia là còn này, ở lục bình đây, lục bình này cũng vẫn đang còn này. Đấy. Hôm nay thì nó mưa nhẹ, nhưng mà cũng như mưa nhẹ thôi. Mới tối qua thì gió mùa đông bắc tràn về. Xin quý vị liên lạc Đức Hiền theo số điện thoại ở trên màn hình 0984 666 999, hoặc Zalo là 0967 666 111. Đây là khu C đúng không? Còn lúc nãy còn cái khu nhà cao 6 tầng bên kia là khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tất cả các khu này thì đều để kín đồ gỗ luôn. Đồ Gỗ Đức Hiền đã làm được khoảng 30 năm. Và cái cơ số hàng dự trữ thì rất là lớn, sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Cho lộc bình vào trong đi, xong đến bàn thờ. Thưa quý vị, là tất cả cái lộc bình của Đồ Gỗ Đức Hiền hiện nay đang có khoảng vài chục đôi, thì đều bằng gỗ xà cừ và đều được làm rỗng. Rỗng bắt đầu từ chân dưới và ghép 3 phần. Ở đây là 1 này, cái phần đế là 2, cả cái bầu này là nguyên. Cho nên cái này chúng tôi bảo hành là dù bao năm mà bị vỡ thì quý vị đều có quyền mang đến đổi. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ vỡ, bởi vì đã làm rỗng thì nó không thể vỡ được. Còn nếu không làm rỗng thì bên ngoài khô bên trong ướt thì cái điều ấy có thể xảy ra cái sự cố. Không phải đôi nào cũng thế nhưng mà có thể xảy ra. Còn đã rỗng thì không thể vỡ được. Có chăng chỉ là nứt răm nhỏ không đáng kể. Clip đã tương đối dài. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.